Nghiện uống coca every day. Mỗi ngày sáng thức giấc là phải có một cái bình coke 12 ounce uống, vậy là cũng Trời hơi ơi, nhiều đó, cái đó bác dùng sĩ nói đúng á. rồi, tiểu đường chết Đường. luôn á. Nhưng mà được cái là em hai bảo hai đứa không bị diabetes, da không bị tiểu đường trong lúc có bầu. Em uống như vậy nó cũng có hại cho tim thai của em bé với lại của người mẹ nữa. Nhưng mà em nói bây giờ nếu mà tôi không uống thì tôi không làm gì được hết. Chị Tôi cứ nó là một nằm kiểu trên tôi nghén nó à. giống như là nằm trên giường vậy thôi, lả người ra, không thể nào mà dậy thí dụ nấu một bát canh ăn được hết á. Thì ông xã cũng chiều, ông xã nói thôi kệ đi em, bác sĩ khuyên là một chuyện nhưng mà em cứ làm cái gì mà em cảm thấy em có energy là được rồi, thì em bé nó mới khỏe được. Cái điều đáng nhớ nhất của cái lần mang bầu thứ nhì á là lúc mà đi siêu âm chúc mừng bạn đã có bầu bé trai, và chúng tôi cũng có một tin buồn cho bạn. Khi mà nghe tới cái đó mình cũng muốn khóc, tại mình nói ủa tại sao có tin vui rồi lại phải có tin buồn, tại sao không chỉ là một cái tin vui thôi. Em bé tuy là chỉ có mới 4 tháng 16 tuần, chúng tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua cái dây rốn của em bé, và dây rốn là được hình thành em bé bị dây rốn một động mạch. Cái dây rốn khỏe đó là phải có một tĩnh mạch và hai động mạch. Cái dây rốn mà truyền từ cô đến con cô chỉ có một tĩnh mạch và một động mạch mà thôi, nó bị thiếu một cái động mạch kia. Những cái đứa bé mang cái dây rốn như vậy nó có nhiều cái nguy cơ bệnh tim, bệnh đau và có thể chết trong lúc mình đẻ nữa. Cái tim, tức là nó về cái tim mạch của nó đó, nó không được tốt. Lúc mà em nghe những cái điều đó từ bác sĩ chỉ có một mình em thôi, tay mình nắm chặt lại như vậy nè. Mình nói trời ơi, con không biết con sẽ như thế nào, và con không biết nói chồng con như thế nào. Đó là con ở đây là mình đang xưng với Chúa, với mẹ mình trong đầu đó. Ông xã mình là người rất là bình thản nha. Mình không hiểu sao mình nghĩ là ông trời ổng sắp đặt cho mình một cái người bạn đời như vậy, tại vì cái tính của mình không được bình thản. Mình cũng hỏi bác sĩ ơi bây giờ em nên làm gì? Cô không làm gì hết, cô chỉ ráng dưỡng thai cho khỏe thôi, vì cái dây rốn nó đã hình thành rồi. Bây giờ nếu cô muốn kiểm chứng coi thai nhi có bị bệnh Down hay không thì chúng tôi có một cách là chúng tôi sẽ thử nước ối cho cô. Nhưng khi thử nước ối như vậy nó có cái nguy cơ là sẽ chọc trúng em bé và em bé có thể chết. Em đã không chọn cái đó. Thì sau đó hầu như hàng tuần chồng mình có chở mình đến Đức Mẹ Con Sò. Mình đã cầu nguyện rất là nhiều. Lúc mà biết như vậy thì cũng ăn uống bình thường, mình cũng ráng ăn vô. Để bây giờ mẹ không biết làm gì cho con nữa, bây giờ mẹ chỉ muốn bù đắp cho con. Em lên em nghĩ là 18 kg đó, coi như là cái bụng của em stretch giãn ra kinh khủng luôn. Nhưng mà em nghĩ lúc đó mình không còn nghĩ tới Thì cái cũng vóc. thật. Mình tên là Phạm Phương Thảo, hôm nay mình được chương trình mời lên đây để chat cùng với mẹ bỉm sữa và hai chị rất là dễ thương. Năm nay mình 31 tuổi, mình là mẹ của hai đứa bé, một đứa gái và một đứa trai. Bé gái của mình là năm nay 6 tuổi và đứa trai thì 4 tuổi rưỡi. Cảm ơn em đã dành thời gian Cảm để ơn hai đến chị. đây chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm của các bà mẹ với nhau. Có cái gì hay hay thì em cứ nói ra hết để cho các mẹ biết. Cuộc trải nghiệm của em thì nó được chia ra thành hai giai đoạn. Em với ông xã em là quen nhau 13 năm trước, là bắt đầu từ 2007. Nhưng mà lúc đó thì tụi em hai đứa ở hai tiểu bang khác nhau. Việc mà yêu xa thì hai chị chắc cũng biết, cũng có những cái thử thách trong đó. Tụi em chỉ quen nhau được vỏn vẹn khoảng 6 tháng thôi thì lại chia tay, đường ai nấy đi trong vòng 5 năm. Thì 2012 khi chúng em tái hợp thì lúc đó cũng là cho đối phương một cơ hội nữa, cũng chưa nghĩ đến là tiến tới chuyện hôn nhân đâu. Khoảng 8 tháng sau khi mà quen trở lại thì em với em có bầu. Anh đang ở Cali và em đang ở bên tiểu bang lạnh Massachusetts. Lúc đó cảm xúc là vui buồn lẫn lộn, tại vì mình cũng chưa có chuẩn bị tinh thần là mẹ, và hơn nữa là cái cuộc tình mình cũng chưa có Chắc chắn chắc chắn dạ là nó sẽ đi đến đâu. Tự nhiên là biết là có bầu là em có cái triệu chứng cảm thấy no, tức là vừa ăn được một hai miếng là cảm thấy no, nó cứ nằm ngay cổ thôi, nó không xuống. Em cũng chưa có bị mất kinh nữa, cũng nghi nghi là chắc có thể mình có. Thì em mới đi mua một cái que thử thai gọi là first response. Cái que thử thai đó nó là nó cho mình kết quả được 6 ngày trước khi ngày mất kinh. Em thử thì là nó là hai vạch liền luôn. Lần đầu tiên thử cái que thử thai đó nó rất là good, cho dù nó đề là 99 chấm bao nhiêu phẩy phần trăm đó, nhưng mà em thấy đối với cái tình trạng của em lúc đó là em chỉ có thai 3 tuần thôi mà nó cũng detect được, nó cũng Mạnh nhận ra được quá sớm á. Vậy là cái khoảng thời gian hai vợ chồng phải cách xa hai cái tiểu bang khác nhau,
rồi mang bầu như vậy thì có bị buồn khi mà không có ảnh bên cạnh không? Dạ nhất định chứ chị. Mà nhất là lúc đó cũng chưa có danh phận nữa. Em gọi điện cho ảnh thì em cũng nghĩ anh sẽ sợ hoặc là anh sẽ hoang mang như thế nào đó. Nhưng mà ngược lại anh rất là vui. Đây là cái anh đã từng muốn cách đây 7 năm về trước. Nó đến muộn còn hơn là không bao giờ đến. Thì mình có thể nghe được trong cái giọng nói của anh ta rất là hạnh phúc. Khi mà báo tin cho ảnh với gia đình ảnh bên đây thì dĩ nhiên là họ rất là mừng. Chọn ngày lành tháng tốt để mà qua, để mà làm một cái đám hỏi. Tới 4 tháng sau mới có cái ngày tốt đó. Dạ. Bụng to rồi. Thế nhưng mà nó cũng hên sao là em xúc tới gần 7kg lận. Cho nên em rất là tiny, em nhỏ lắm. Trong cái 4 tháng đó là vật vưỡng luôn chị ơi. Tức là ốm nghén, không ăn được. Và hơn nữa cũng tuổi thân nữa. Cũng không ai làm gì cho mình tuổi thân cả. Nhưng mà không có chồng hoặc là bạn đời bên cạnh. Đám hỏi được diễn ra và sau đó thì em cũng xin bố mẹ em là cho em được phép về bên nhà chồng. Bố mẹ em có hỏi một câu là con có chắc chắn hay không? Tại vì cái thời gian mà mình đang mang thai như vậy nên ở gần bố mẹ để bố mẹ chăm sóc cho con. Không biết chứ, nhưng mà cái người con cần lúc này là chồng con. Con cũng sẽ nhớ bố mẹ lắm, nhưng mà con rất là cần cái sự hỗ trợ về tinh thần. Khi mà về bên đây á, ở chung với bên nhà chồng, nhưng mà nhà chồng chưa bao giờ làm những cái gì hoặc nói những cái gì để mà mình phải sót hoặc là mình phải tủi thân. Tức là cũng gần cuối rồi thì chắc nó đang thay đổi như thế nào mà em hay khóc, em hay tủi thân. Tại sao mình lại có những cái cảm giác như vậy? Tại sao càng mọi người càng đối đãi càng quan tâm với mình thì mình lại càng tủi thân? Tại vì lúc đó rất có nhiều cảm xúc. Khi mà em suy nghĩ lại những cái lúc đó, cảm thấy mình rất có lỗi luôn á. Trong cái thời gian đó em đã có nói hoặc là làm những cái gì để cho mẹ chồng chắc cũng phải suy nghĩ một chút. Hy vọng là bà cũng thương và bỏ qua cho em. Nhưng mà bỏ qua thì em nghĩ bà cũng bỏ qua, nhưng mà riêng bản thân em thì em vẫn cảm thấy áy náy lắm. Quá trình đi sinh em bé thì như thế nào? Lúc đó là 9 giờ tối là có máu báo rồi, khoảng 1 giờ khuya đêm đó em bắt đầu cảm thấy những cái cơn đau. Nó cách nhau khoảng 15 phút là đau một lần. Gọi phone y tá nói là you should be on your way, tức là bạn phải nên trên đường đến bệnh viện bây giờ. Đang trên đường bước ra ngoài xe đi lên xe, còn kêu không, em muốn ăn tô cơm chà bông. Quay vô bới một tô cơm, đi vô xe ngồi bên đó rồi xong chồng chở đi mà ăn hết luôn, ăn ngon lành luôn. Mình nói là không, mình phải ăn để mình có sức, mình sinh. Chị biết không, em đi vô đó khoảng có 4 tiếng sau là em sinh, là em sinh quá trời nhanh luôn. Khi mà em rặn là họ cũng biết là em đã ăn, mà họ nói là cũng hên là sanh thường. Chứ nếu mà sanh mổ thì có thể họ phải đình nãi lại rồi. Tại vì nó sẽ dẫn đến cái triệu chứng như là ói khi mà, hoặc là bị da, bị gọi như sặc á. Trong phòng sanh, mẹ em là người đứng gần em nhất. Mẹ em nói là cho dù đau đến cỡ nào đi chăng nữa, con cũng không được tiêm thuốc vô cái sống lưng nha. Em đau lắm nhưng mà em cứ cố gắng. Cuối cùng thì em bé cũng được sinh ra đời. Hiện tại bây giờ đứa con gái 6 tuổi của em á, nó rất là lành. Nó nói tiếng Việt rất là giỏi luôn. Khoảng cách của hai đứa nhỏ ra đời như vậy á, thì nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình không? Dạ có nhiều chứ chị. Có những cái giống như là choáng váng mặt mày sau khi thức dậy. Không có phải là buồn nôn nhưng mà nó cứ choáng váng, mình không có sức. Rồi ăn cũng không thấy ngon. Nhưng mà chị biết không, em cứ vẫn khăng khăng là mình không có bầu, mình bị flu. Hình như là 8 tuần em mới biết là em có bầu. Lúc đó nói mẹ chồng, mẹ chắc con nghĩ con bị trúng cái gì, con ăn trúng gì mà tại sao cái bụng con mấy hôm nay nó cứ không có tiêu, nó cứ làm sao nó trương trướng lên ạ. Chắc má nghĩ con có bầu á. Mọi khi con là cái bụng con tốt lắm mà. Thì con cũng nói không thể nào đâu mom, con đếm ngày rồi, không con đếm ngày là chắc lắm. Tại vì cái chu kỳ kinh nguyệt của Thảo nói chung là cũng tương đối là stable, tức là nó cũng mình cũng đếm được. Sau khi cái ngày sinh nhật của đứa bé gái thì chồng mình có chở mình xuống Bosa đi chợ. Chắc em phải đi khám thôi. Bây giờ em không biết em bị flu hay bị gì, bây giờ em mệt quá. Thì anh mới chở mình đi vô Bosa Medical. Mình vô mình gặp cô thư ký ơi, em cần gặp bác sĩ liền. Em cần phải cái thuốc trụ sinh hay gì để mà giết con virus này á. Để mà giết con virus này á. Nha, em cần để mà nó tiêu con virus này đi. Chứ mấy tuần này em cảm thấy em không có ổn rồi chị ơi. Cái câu đầu tiên cái cô đó nói, chị ơi chị thử que chưa? Chị ơi chị thử que chưa? Mà chị cứ nói là chị bị virus.
chị thông cảm nha, tại vì tất cả những phụ nữ mà đi vô đây khám là tụi em đều phải đưa cái que thử thai trước hết để mà loại cái chuyện bầu ra thì mới tính tiếp được. Y như rằng thử bác sĩ vô, dạ chúc mừng cô, cô có thai 8 tuần rồi đó cô. Có thai 8 tuần rồi đó cô. Con nghĩ con có bầu á, mọi khi con là cái bụng con tốt lắm mà. Thì con nói không thể nào đâu mong, con đếm ngày rồi, không con đếm ngày là chắc lắm. Con đếm ngày là chắc lắm. Bác sĩ vô, dạ chúc mừng cô, cô có thai 8 tuần rồi đó cô. Trời ơi, tá hỏa tâm tinh luôn. Rồi có bị sốc không? Em sốc hơn cái đứa đầu tiên. Tại vì là không expect. No, actually cũng không expect, nhưng mà mỗi cái không expect nó khác nhau. Nha, mà cái lần này em cảm thấy giống như rụng rời hơn, tại vì em cảm thấy sao? Con mình mới có 1 tuổi thôi. Chưa có sự chuẩn bị đúng không? Trời ơi, mà lúc đó là ai đang chăm cho con bé làm má chồng. Bây giờ đẻ thêm 1 đứa nữa là bả lên rừng bả ở luôn. Bả đã nói rồi. Bây giờ đẻ thêm 1 đứa nữa là bả lên rừng bả ở luôn. Bả lên rừng bả ở luôn. Bây giờ không biết sao. Chẳng lẽ lên rừng ở thật. Đưa cái kết quả siêu âm cho ông xã coi. Rồi ổng cũng y như vậy như lần trước. Bình thản luôn. Em ơi, có thì xanh thôi. Nhưng mà đường cái á, cái bầu lần thứ hai em không có bị ngán nhiều. Có một cái là nghiện uống Coca every day. Mỗi ngày sáng thức giấc là phải có một cái bình Coke 12 ounce. Uống vậy là cũng trời hơi nhiều đó, bác sĩ nói á. Tiểu đường chết luôn. Nhưng mà đường cái là em bầu hai đứa không bị diabetes. Yeah, không bị tiểu đường trong lúc có bầu. Em uống như vậy nó cũng có hại cho tim thai của em bé với lại của người mẹ nữa. Nhưng mà em nói bây giờ nếu mà tôi không uống thì tôi không làm gì được hết. Tôi cứ nằm trên nó giống như là nằm trên giường vậy thôi, lả người ra, không thể nào mà dậy thí dụ nấu một bát canh ăn được hết á. Thì ông xã cũng chiều, ông xã nói thôi kệ đi em, bác sĩ khuyên là một chuyện, nhưng mà em cứ làm cái gì mà em cảm thấy em có energy là được rồi. Yeah. Thì em bé nó mới khỏe được. Cái điều đáng nhớ nhất của cái lần mang bầu thứ nhì á là lúc mà đi siêu âm chúc mừng bạn đã có bầu bé trai, và chúng tôi cũng có một tin buồn cho bạn. Khi mà nghe tới cái đó mình cũng muốn khóc. Tại mình nói ủa tại sao có tin vui rồi lại phải có tin buồn, tại sao không chỉ là một cái tin vui thôi. Em bé tuy là chỉ có mới 4 tháng 16 tuần, chúng tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua cái dây rốn của em bé, và dây rốn là được hình thành em bé bị dây rốn một động mạch. Cái dây rốn khỏe đó là phải có 1 tĩnh mạch và 2 động mạch. Cái dây rốn mà truyền từ cô đến con cô chỉ có 1 tĩnh mạch và 1 động mạch mà thôi. Nó bị thiếu một cái động mạch kia. Những cái đứa bé mang cái dây rốn như vậy, nó có nhiều cái nguy cơ bệnh tim, bệnh đau, và có thể chết trong lúc mình đẻ nữa. Cái tim, tức là nó về cái tim mạch của nó đó, nó không được tốt. Lúc mà em nghe những cái điều đó từ bác sĩ, chỉ có một mình em thôi, tay mình nắm chặt lại như vậy nè. Mình nói trời ơi, con không biết con sẽ như thế nào, và con không biết nói chồng con như thế nào. Đó là con ở đây là mình đang xưng với Chúa, với mẹ mình trong đầu á. Ông xã mình là người rất là bình thản nha. Mình không hiểu sao mình nghĩ là ông trời ổng sắp đặt cho mình một cái người bạn đời như vậy. Tại vì cái tính của mình không được bình thản. Mình cũng hỏi bác sĩ ơi bây giờ em nên làm gì? Cô không làm gì hết, cô chỉ ráng dưỡng thai cho khỏe thôi. Vì cái dây rốn nó đã hình thành rồi. Bây giờ nếu cô muốn kiểm chứng coi thai nhi có bị bệnh Down hay không, thì chúng tôi có một cách là chúng tôi sẽ thử nước ối cho cô. Nhưng khi thử nước ối như vậy, nó có cái nguy cơ là sẽ chọc trúng em bé và em bé có thể chết. Em đã không chọn cái đó. Thì sau đó hầu như hàng tuần chồng mình có chở mình đến Đức Mẹ Con Sò. Mình đã cầu nguyện rất là nhiều. Lúc mà biết như vậy thì cũng ăn uống bình thường, mình cũng ráng ăn vô. Để bây giờ mẹ không biết làm gì cho con nữa, bây giờ mẹ chỉ muốn bù đắp cho con. Em lên em nghĩ là 18kg đó, coi như là cái bụng của em stretch giãn ra kinh khủng luôn. Nhưng mà em nghĩ lúc đó mình không còn nghĩ tới cái vóc dáng của mình nữa, mình chỉ muốn là đứa nhỏ cho khỏe thôi. Lúc đó mình không còn nghĩ tới cái vóc dáng của mình nữa, mình chỉ muốn là đứa nhỏ cho khỏe thôi. 36 tuần bác sĩ lại có một cuộc họp với em. Bác sĩ nói ok, bây giờ em bé cũng cứ tiến triển tốt như vậy, bạn cũng nên bớt lo lắng đi. Cứ 3 ngày trong 1 tuần là bạn phải lên cho tôi đo tim thai. Bạn nên để tôi chích cái thuốc gọi là thuốc kích sinh á, để cho em bé ra sớm. 37 tuần thôi là nên cho em bé ra. Họ không ép mình làm, họ khuyên. Mình vẫn có một cái quan niệm rằng một đứa bé đủ 39-40 tuần là perfect. Cho nên em cũng phớt lờ lời khuyên của bác sĩ và em gan, em giữ em bé tới tuần 40 luôn. Ngày đầu tiên của tuần 41, tức là cái đó là bị overdue. Đúng với chị rồi. Đi vô khám thai bình thường
ông kêu đi về sắp đồ đi. Vô tới bệnh viện em còn nhớ lúc đó là 6 giờ chiều, người ta báo chứ: chị ơi, phòng quá tải rồi chị. Bắt mình đợi ngoài lan can đó. Cái lan can thì cũng có những cái bench cho mình ngồi. Khoảng 9 giờ mới có phòng đưa mình vô. Khi mà mình vô tới phòng xanh thì bác sĩ nói sao vẫn chưa đau hả? Ok, bây giờ là phải chích thuốc nha, phải tiêm thuốc vô để cho cô mới có cái cơn đau đẻ để cô mới xanh được. Chứ bây giờ cô không đau đẻ. Khám thì nói là cũng mở có chút xíu thôi. Thì ở trong cái nước biển đó là nó có cái thuốc dục sinh để cho mình có thể có những cái cơn đau đẻ mà không được tự nhiên. Do cái thuốc nó ép mình phải lên cơn đau đẻ. Nước ối vẫn không, em không hiểu tại sao em có bầu hai đứa con không đứa nào vợ ối hết, đều phải là bác sĩ chọc ối. Sẵn đây tôi tiêm cho cô cái thuốc mà gọi là cái thuốc gì mà thay vì tôi, cô có muốn cái thuốc mà trợ vô sống lưng không? Không bác sĩ ơi, bác sĩ biết không, cái đứa đầu em sinh em còn không cần cái thuốc, tại sao lần này em phải cần? Trời ơi, lần thứ hai là phải dễ hơn lần thứ nhất rồi, mình nói tiếng Anh với ông vậy. Lúc đó cái người mà đưa mình đi sinh là cô em gái chồng. Thì cô ta cũng là y tá. Cô cũng nói thôi chị ơi, nếu mà đau thì cứ chích đi chị ơi. Nó không, chị sẽ chịu được, chị sẽ chịu được. Tại vì mẹ chị dặn chị rồi, cái đó nó sẽ có những cái hệ lụy về lâu dài đó, là sẽ bị chứng bệnh đau lưng về nhà. Trời ơi, vừa trả lời nó xong khoảng 10 phút sau, nắm cột giường, nắm ông chồng, em đi gọi bác sĩ ngay vô đây cho chị phải chết thôi, chị không đẻ được, chị chết trước khi chị đẻ đây. Không bác sĩ ơi, bác sĩ biết không, cái đứa đầu em sinh em còn không cần cái thuốc, tại sao lần này em phải cần? Trời ơi, lần thứ hai là phải dễ hơn lần thứ nhất rồi, mình nói tiếng Anh với ông vậy. Nắm cột giường, nắm ông chồng, em đi gọi bác sĩ ngay vô đây cho chị phải chết. Chị đau quá em ơi. Lúc em bé gần ra rồi là đâu có thể nào chết được, nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì cũng hên sao lúc đó vẫn còn kịp. Một bà y tá vô tiêm cho mình một cái khoảng 5-7 phút sau. Oh my god. Không còn cảm giác gì nữa. Cửa mình cũng đã từng từng nở ra thêm. Bác sĩ nói là ok 1, 2, 3, là mình chỉ nhớ vậy thôi á. Là rất là smooth, tức là rất là trôi chảy. Bác sĩ kêu mình rạnh lúc nào và ngưng rạnh lúc nào là mình cứ theo bác sĩ thôi. Mình nhớ cái lần thứ hai mình sinh mình rất là ngoan, tại vì đã có cái thuốc đó rồi. Nhưng mà con cũng sẵn cái chương trình này, con xin lỗi mẹ luôn, là tại vì hôm nay mẹ mới biết là con chích cái thuốc đó. Tại vì con đã hứa với mẹ. Em hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ chích cái đó. Bây giờ em kể ra em nói trời ơi, cái đứa thứ hai đau hơn đứa thứ nhất, không ai tin đâu. Người ta nói lũ lần đầu mà như vậy là lần thứ hai phải dễ hơn chứ sao lại đau hơn mà khó hơn. Nhưng mà mỗi cái kỳ sanh nó mỗi cái đau đúng khác rồi. Nhau. Dạ. Với cái độ tuổi của mình á, bắt đầu rất là lớn tuổi mình, rồi. Mình cái yếu sức khỏe hơn. Mình yếu đi. Vâng, đúng. Dạ. Em cảm thấy cái lần thứ nhì em không có sức. Thôi mẹ cũng đừng có chửi con nha. Bây giờ mới biết đó. Thằng bé 4 tuổi rồi năm nay, hôm nay bà mới biết nha, bà coi chương trình bà mới biết nha, bà mãi. Ông xã vẫn ở bên cạnh đúng không? Dạ vâng. Cái lúc mà cắt dây rốn thì... Dạ đúng, dĩ nhiên là anh... Trước đó em quên kể cho hai chị là có một cái rất là dễ thương luôn. Lúc mà đang chờ bác sĩ cứ kiểm tra mình coi mình đã nở đủ chưa. Dạ. Biết anh ta chuẩn bị trước từ hồi nào, có một cái đồ cắt móng tay, như thấy móng tay mình dài quá hay sao á. Mang sẵn từ nhà đi ngồi cắt móng tay cho vợ tỉnh bơ luôn á. Em chồng nó thấy cảm động nó chụp hình lại luôn. Dạ. Nói trời em thấy chị Thảo rất là hạnh phúc luôn, đi đẻ mà có anh đó hả, ngồi cắt móng tay cho. Em cái này là hậu phương vững chắc quá rồi. Ảnh không phải là cái người mà lãng mạn giống như là hoa hay bánh hay kẹo, nhưng mà là những cái như vậy á. Trời ơi, không, những cái để ý quá đủ rồi. Thế là sao chương trình này là các phụ nữ mà các bà mẹ bỉm sữa mà nghe được chắc về dằn vặt ông chồng quá. Tại vì không có được, tại sao không được như giờ đó. Anh thấy chưa, giờ người ta đi đẻ cắt móng tay kìa. Bây giờ hai bé mà cái khoảng cách nó cũng gần với nhau đúng không? Dạ, thì 21 tháng. Dạ, thì cái chăm sóc của em nó có khó khăn không? Lúc mà hai đứa còn mặc tã đó, em nghĩ cái thời gian đó là rất là khủng hoảng luôn. Tức là đi ra ngoài á, hai đứa đều mang tã, mà một đứa thì nằm trong nôi, một đứa thì nó còn đang chạy tùm lum tùm la. Cho nên nhiều khi cái con bé lớn mà nó, thí dụ nó đang ngồi ở McDonald's, nó mắc phải đi thì mà em đi một mình á, em phải na luôn cái thằng bé đi vô restroom, đặt nó xuống xong rồi giúp con kia. Em cảm thấy cái thời gian nó đã qua được rồi thì bây giờ cũng tạm là gọi là ổn đó. Bây giờ thì nó có những cái thử thách khác, tức là giành đồ chơi với nhau. Mẹ ơi chị như vậy, mẹ ơi em như vậy. Chị không có cảm giác đó, tại vì hai đứa nhỏ đều cách nhau 10 năm. Thì người anh giữ người em khi mà mẹ cần làm cái gì đó. That's perfect. Nhưng mà chơi cùng thì không.
Tại vì một sao người là 14 nữa? Tuổi, 15 tuổi lại trai với gái nhớ. Nhưng mà em cảm thấy là em có hai đứa gần như vậy thì cũng thiệt thòi cho bé gái á. Nó cũng hay gánh tị, nó nói mẹ tại sao mẹ thương em nhiều vậy. Nó muốn tất cả những cái tình thương của mình. Nhưng mà mình cũng cảm thấy tội nghiệp quá. Từ lúc mười mấy 20 tháng là con có em cũng tội nghiệp. Nếu mà cho chọn lại thì 4 năm khoảng cách. Tại sao lại suy nghĩ vậy? Tại vì 4 năm thì nó cũng không phải là quá xa. Nhưng mà nó cũng không giống như là cái đứa thứ nhất nó sẽ là đi học. Nó sẽ được đi học rồi. Thì lúc đó mình cũng có thể là spend time với cái đứa mới chào đời. Thì nó cũng đỡ. Còn về ăn uống thì như thế nào hai bé? Ăn uống thì khi mà em đi làm thì hai bé hầu như là được bà nội chăm. Bà nội rất là thương hai cháu và hầu như là hiểu hết về hai đứa. Những cái từng cái giấc ngủ đến miếng ăn. Nhưng mà về công việc thì có ảnh hưởng hay không? Khi mà hai đứa nhỏ ra đời như vậy, nó gần giống như là cái thời gian nó gần nhau quá. Thì nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng nè, rồi công việc của hai vợ chồng không? Hiện giờ hai vợ chồng đã không ngủ chung với nhau 4 năm. Vẫn hạnh phúc, nhưng mà chỉ là không có ngủ chung với nhau kiểu nữa. Kiểu như mình không có thời gian. Không có thời gian mà hai đứa bé nó lại mỗi đứa nó xí một người. Tại vì khổ rồi chị ơi, này, cho nên là bây giờ mình cũng phải chiều con. Mình cũng nói là thôi hy sinh vì con đi. Mà sao không tập ngủ chung cho một phòng không? Hoặc 4 là, người vô hoặc phòng. Hoặc là như thế này nè, cho ngủ xong tiễn về phòng riêng của tụi nó. Rồi xong bố mẹ sẽ có không gian riêng. Tụi em bây giờ là đang như vậy đó. Tối là hai đứa em qua ru, hai đứa nhỏ nó ngủ. Hai đứa nhỏ ngủ rồi em bay về phòng. Em ngồi làm việc hay là em coi phim với nhau. Đúng rồi, ăn uống, spend time với nhau. Đúng rồi, cái đó là cũng là do mình tự tạo cơ hội nữa. Sắp tới đây thì chắc em cũng phải tính tới cái chuyện đó. Tại vì mình cảm thấy là đời đâu có bao nhiêu cái 10 năm đâu. Không lẽ bây giờ mình chờ con mình lớn hết thì lúc đó mình là già rồi. Mình cũng già rồi mà lúc đó mình lại bỏ phí đi cái thời gian bên nhau như vậy. Tại cũng do mình từ lúc đầu mình không chịu tập. Chứ người Tây người ta tập, hoặc là những cái người mà họ có cái suy nghĩ tân tiến một chút xíu, họ sẽ cho em bé ngủ riêng từ lúc mà mới mang từ bệnh gia bệnh viện về luôn. Em vẫn biết cái điều đó. Nhưng mà mình cứ chiều con mình á, mình ôm mình cho nó bú. Rồi nhiều khi mình cũng thương quá, mình đi làm mình bỏ nó đi nguyên ngày, rồi tối mình về mình cũng muốn bù đắp lại cái thời gian đó cho nó. Thì hai mẹ con lăn quay ra ngủ thì riết nó cứ thành một cái thói quen như vậy. Nó thôi quen cái mùi á, nó đâu có bỏ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mình nói hay quá ha Trâm. Không, hai của mình nói hay quá. Thì mà em vẫn cho con ngủ riêng. Ồ vậy em ôm đã rồi xong cứ. Nhưng mà bao lâu anh cho ngủ riêng? Con em là riêng từ bệnh viện về đến nhà chị. Em phòng, nó phòng. Em cứ cho bố ôm ấp đầy đủ, phê đủ hết rồi xong về phòng. Không phải như người Việt mình á, là luôn luôn thương con, không muốn xa rời con mình. Nhưng mà Tây cũng có cái hay là cho một cái tính tự lập ngay từ nhỏ luôn. Thì cái đó mình cũng, nói chung là bây giờ mình đang sống ở Mỹ, miếng này miếng kia nên là mình phải bảo hòa. Nó cũng là cái hay cho mình. Chọn nữa là được rồi. Thì qua chương trình này thì em có muốn nhắn nhủ gì với lại các mẹ bỉm sữa không? Nhân chương trình này thì mình cũng muốn chúc tất cả mẹ bỉm sữa đang coi chương trình, đang là mẹ bỉm sữa hoặc là chuẩn bị là mẹ bỉm sữa, luôn giữ cho tâm trạng của các bạn được rất là tốt để truyền tải những cái tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Cảm ơn đến người mẹ chồng luôn ở bên cạnh em, đồng hành với em từ lúc mang bầu, lúc sinh nở, hiện tại bây giờ vẫn đang lo cho các con của em một cách rất là chu đáo. Còn về người chồng chắc là... đúng. Và người chồng thì cảm ơn anh luôn là người chồng tâm lý và chịu đựng em trong những lúc em bị stress quá. Em làm anh cũng muốn điên đầu luôn nhưng mà anh vẫn chịu đựng và vẫn bị tha cho em. Cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ những cái kinh nghiệm với lại các bà mẹ bỉm sữa khác và cũng cho chị với lại trong những cái kinh nghiệm về chăm sóc con. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa.